Thưa sư, Phật A Di Đà không có trong Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng có trong Phật giáo Bắc Tông, mà trong kinh Nguyên Thủy từ Đức Phật Thích Ca có ghi sẽ xuất hiện một vị Phật tương lai là Mettayya. Mettayya nha, chứ phải Maitreya. Tên Phật cũng ghi sai, Phật Di Lặc. Và có các chư thiên thánh, vậy không phải chỉ có một Phật duy nhất, nên có rất nhiều vị Phật, và Đức Phật này chưa nhắc tới, phải không sư? Thì sư đã nói rất là nhiều video rồi, quý vị có thể gõ trên YouTube của sư, ví dụ như là A-di-đà hoặc là Di-đà cộng sư Hạnh Tuệ thì sư cũng có nói rồi, hoặc là niệm Phật sư Hạnh Tuệ cũng có nói rồi. Cho nên sư không có nhắc lại nữa, sư chỉ nói như thế này nè. Tên của Phật á, là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng. Cho nên á, là khi nào có tên thì mình mới nêu, còn không có là mình không có nêu. Và mình không được tự ý chế tên của Phật. Chính vì như vậy, trong kinh điển Nguyên Thủy không có tên Phật A-di-đà. Có nhắc tên của rất nhiều những vị Phật quá khứ, nhưng mà trong rất nhiều tên các vị Phật quá khứ cũng như tên các vị Phật vị lai không có tên Phật A-di-đà. Cho nên các sư Phật giáo Nguyên Thủy không dám tự chế ra một cái tên gọi là A-di-đà và xem đó là một vị Phật quá khứ hoặc vị lai. Vì các sư tôn trọng và kính Đức Thế Tôn tới mức không dám tự ý chế ra tên một vị nào đó và gọi vị đó là Phật. Chứ còn mà quý vị đảnh lễ như là Tôn Ngộ Không mà mình cũng chơi, mình đưa lên làm Phật luôn thì rất là ngại, rất là ái ngại. Rồi, sư qua câu hỏi tiếp theo.